Chào các con, cô là Phương Thảo. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các con cách phát âm các chữ cái trong tiếng Anh. Are you ready? Yes, I'm ready. Let's go. I say I, you say are. I, are, aren't. I, are, aren't. I, are, aren't. I, are, apple. I, are, apple. I, are, arrow. I, are, arrow. I, are, alligator. I, are, alligator. What's ladder? Ladder A. What's this? Ant. Ant. What's this? Apple. Apple. What's this? Arrow. 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 What's this? Alligator. 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 A. 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 Ant. A. A. Ant. A. A. Apple. Ah, ah, apple. Ah, ah, arrow. Ah, ah, arrow. Ah, ah, alligator. Ah, ah, alligator. Now, sweetie, tell me what's this? Ant. That's right. Good job. And this one, what's this? Arrow. That's right. Arrow. Where's alligator? Alligator here. Good job. Point me an apple. An apple? Yes, an apple. An apple here. Well done. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các con nghe xong, ở mỗi câu các con bấm dừng và viết lại cho cô 2 lần nha. Cô chào các con, hẹn gặp lại các con ở các bài học sau.